Anh Vinh hả? Em là Hà, vợ của anh Sơn nè. Anh Vinh đây, có chuyện gì vậy Hà? Anh Sơn, anh bị bắt rồi anh. Hả? Em có cái gì? Dạ, anh Sơn, anh bị công an bắt rồi. Tại sao lại bị bắt? Hà, bình tĩnh, kể nghe xem sao. Tại sao Sơn bị bắt? Anh tấn công ba thân, rồi bị tụi nó bắt. Nhưng công an á bắt ảnh vô đồn rồi. Tâm nghe anh Vinh ơi. Hữu hả? Qua anh gấp. Một chuyện gấp lắm rồi. Dạ được, có chuyện gì vậy anh? Sơn đã bị bắt rồi. Bây giờ mọi chuyện không còn nằm trong vòng kiểm soát của chúng ta nữa. Anh Sơn bị bắt hả anh? Ừ. Sao vậy? Hôm qua em còn gặp ảnh mà. Hai Sơn tấn công ba thằng rồi nó bị bắt. Nhưng mà cũng may là có công an tới, cho nên chắc là nó không sao. Có thể là Hải Sơn đã bị giam ở trong đồn rồi. Việc Hải Sơn bị bắt đã khiến cho mọi chuyện hơi rối lên rồi đó Hữu. Tất cả mọi chuyện bây giờ chỉ còn trông chờ vào một mình em thôi đó Hữu à. Anh cứ nói đi, em sẽ làm hết sức để giúp anh mà. Bây giờ em qua nhà chị Thu, kể tất cả cho chị Thu nghe mọi chuyện về anh. Và nói với chị Thu là đưa Bí Hiền sang chỗ khác ở, càng nhanh càng tốt. Nhớ nhắc chị Thu là đừng để cho Bí Hiền nó biết, không thôi nó sợ. Dạ em biết rồi. Còn một chuyện nữa, tìm ngay cho anh một phòng trọ hay là nhà nghỉ, càng kín đáo càng tốt. Tiền bạc anh sẽ lo, tuyệt đối đừng cho ai biết. Dạ em đi liền đây. Mẹ đang làm đồ ăn sáng hả? Cần con phụ gì không? Không cần đâu con. Lên lầu kia ba với thằng Hữu xuống ăn sáng luôn. Dạ con biết rồi. Chị ơi, cho em xin lỗi nha. Cái thằng này có sao không đi vậy? Đi đâu con vậy? Ở lại ăn sáng kìa. Em đi có việc. Cái thằng này đi như ma đuổi vậy. Kỳ. Nó đi đâu mà hấp tấp vậy mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Mà hôm nay nó dậy sớm quá, chắc nó đi tập thể dục đó. À anh Hữu. Bé Hiền. Anh Hữu mới tới hả? Ừ. Mẹ có nhà không? Dạ có, mẹ em trong nhà đó anh Hữu. Ủa, giờ Bé Hiền đi học luôn hả? Dạ, thưa anh Hữu em đi học. Ừ, bé Hiền học ngoan nha. Dạ. Ủa, Hữu, có chuyện gì qua sớm vậy em? Chào chị. Em qua nhà anh Vinh, rủ anh uống cà phê, mà anh không có nhà. Sẵn tiện đường á, ghé thăm chị với lại bé Hiền luôn. Ăn sáng chưa? Để chị nói cho gói mì nha. Dạ, thôi được rồi chị. Em mới ăn rồi. Vậy thôi, vô ngồi nói chuyện chơi với chị, để chị lấy cho ly nước. Chị à, hả? Thôi khỏi đi. Thực sự là em qua đây là có chuyện muốn nói với chị. Chuyện gấp lắm. Chuyện gì? Anh Vinh anh nhờ. Hello, bé Hiền. Chào cô. Con đang chuẩn bị đi học hả? Dạ, con đang đi học. Cô đến tìm anh Vinh hả?
Cô biết là anh Vinh chưa về, nhưng hôm nay cô đến đây á chủ yếu là để gặp bé Hiền thôi. Hôm nay con nghỉ học một bữa đi, đi chơi với cô. Cô sẽ tới trường xin thầy cô của con cho con được nghỉ học. Cô có rất nhiều đồ chơi, chơi rất là hay. Dạ không được đâu cô, con phải đi học mà. Thì nghỉ học một bữa có sao đâu. Cô sẽ dẫn con đi mua đồ chơi luôn. Cô có rất là nhiều tiền. Đây nè, cô cho con luôn 1 triệu. Đi chơi với cô nha, nha. Dạ thôi con không lấy đâu cô. Còn cầm thì không sao đâu. Xin lỗi chị, bây giờ còn nhỏ không biết xài tiền đâu. Đây là Quỳnh Hữu, em trai của em. Quỳnh Hữu, em của Thúy Hằng, người luôn sát cánh với bóng ma, chính là Quỳnh Hữu, một người bạn rất thân với anh ấy, và cũng là một người tốt bụng. Quỳnh Hữu, cái tên này tôi đã nghe ở đâu rồi? Quỳnh Hữu chính là em ruột của một nữ cảnh sát, đồng nghiệp của anh. Anh nói ai? Cô ta tên là Thúy Hằng. Dù là em của một người làm công an, nhưng Hữu chưa bao giờ có ý định dự hơi hay nhờ người chị của mình. Cậu ấy là một người tốt, mong là anh đừng làm khó cậu ấy. Không biết cô ta là ai, sao lại tìm tới Quỳnh Hữu chứ? Tạm thời cứ nghe xem đã. Chị ơi, chị cho hỏi chị quan hệ thế nào với bé Hiền? Dạ chỉ là người lần trước qua hỏi anh Vinh đó anh Hữu. Vậy à, vậy hôm nay chị cũng tới tìm anh Vinh sao? Hình như là anh chưa về thì phải. Có gì mà chị tới nha. Mày cũng là bạn của bóng ma sao? Ủa anh Hữu, bóng ma là ai vậy anh Hữu? Không có ai đâu, chị nói lộn á. Ủa Hiền, chưa đi học con? Dạ. Chuyện gì vậy? Ủa còn đây là cô? Không có gì đâu chị. Chị đưa bé Hiền đi học đi, không là trễ đó. Ừ, thôi đi học con, không thôi trễ. Dạ, đó. Con tự đi được rồi mẹ. Thôi mẹ ăn đi, thôi anh Hữu em đi. Ừ. Tao chưa cho đi thì không đứa nào được đi hết. Cô làm cái gì vậy? Còn mày là bạn của thằng bóng ma. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi. Bé Hiền, đứng yên. Tao chỉ mượn được một chút thôi, nếu như ồn ào tao giết chết hết. Mẹ ơi cứu con. Có sao không? Hổ, đưa đi bệnh viện, nhanh lên. Anh Hổ. Chị à, để em lo cho Quỳnh Hổ nha, quay lại sao? Cẩn thận đó. Không sao đâu con. Trời, Hổ à. Em không sao đâu, chị đừng lo. Chị hứa với em, chị bảo vệ với Hiền nha. Chị hứa, em yên tâm nha. Dạ. Anh chị vui lòng đứng ở ngoài chờ, có gì em sẽ thông báo sao ạ. Hữu à, em đừng lo lắng quá. Quỳnh Hữu chỉ bị nhẹ thôi, không sao đâu. Anh không ngờ Quỳnh Hữu là người đàn ông dũng cảm như vậy. Anh đừng nói vậy, anh cũng là một người rất dũng cảm mà. Không, anh không dũng cảm bằng Hữu, và cũng không quyết đoán bằng em. Lúc đó anh đã không dám bắt cô ta vì sợ ảnh hưởng tới Hữu. Nhưng em thì không, rất quyết đoán và rất chính xác. Không đâu anh,
Anh làm như vậy là đúng đó. Nếu như Hữu nó không phải là em của em thì chưa chắc em dám làm như vậy đâu. Em rất cảm ơn anh vì anh đã bỏ việc riêng mà giúp em đưa Hữu vào đây. Đây là cơ hội tốt để bắt cô ta. Vậy mà... Em đừng nói vậy. Mạng sống con người là quan trọng nhất. Ủa, mà sao em biết Quỳnh Hữu ở đó mà em tới giúp vậy? Không sao đâu con. Mấy cô mấy chú đưa anh Hữu đi bệnh viện rồi. Không sao đâu con. Đừng sợ con. Con sợ quá mẹ. Con đừng sợ, có mẹ ở đây nè. Không sao đâu ha. Con ngoan nha con. Nín đi. Bác sĩ, tôi cần băng bó vết thương gấp. Chị ơi, nếu vậy chị ra ngoài phòng chờ. Chờ gọi tên rồi hãy vào chị. Tôi cần ngay bây giờ. Lấy bông băng cho tôi. Thì ra là vậy. Vì nghi ngờ cho nên em đã theo dõi Quỳnh Hữu. Em thấy thái độ của Hữu dạo này khác quá. Nhất là sau lần gặp anh. Em đã hỏi và nó đã buộc miệng nó ra như vậy. Em thật sự chưa khẳng định được là nó có quan hệ với bóng ma. Nhưng bây giờ thì đúng rồi. Anh Lâm, anh có cảm thấy giận khi em trai em là bạn của bóng ma không? Không. Thậm chí anh đã biết trước được Quỳnh Hữu là đồng bọn của bóng ma. Sao? Sao anh biết được? Hôm qua anh đã bắt được Hải Sơn, đàn em của Tài Lì, đồng thời cũng là tay trong của bóng ma. Hải Sơn đã khai tất cả và khai luôn đồng bọn tin cậy của tên bóng ma, cái người mà hãy giúp bóng ma trong các phi vụ. Chẳng lẽ Quỳnh Hữu? Đúng vậy, người đó chính là Quỳnh Hữu. Không, không thể được. Quỳnh Hữu nó không thể là kẻ đó được. Em đừng có bức xúc như vậy. Quỳnh Hữu làm như vậy là không sai. Bóng ma đâu hẳn là một người xấu. Hải Sơn nhờ anh bảo vệ Quỳnh Hữu chứ không phải là bắt Quỳnh Hữu. Hữu là một con người tốt và rất dũng cảm. Anh không giận Hữu sao? Sao mà giận được? Trái lại, anh còn thán phục sự dũng cảm của Quỳnh Hữu. Bác sĩ, em tôi sao rồi? Người nhà đừng quá lo lắng. Vết thương không nặng lắm, nhưng hiện tại cũng đã ổn rồi. Bệnh nhân cần nằm tĩnh dưỡng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Dạ. Chào. Cảm ơn bác sĩ. Vậy là mọi chuyện ổn rồi. Ừ.
Xong rồi đó cô. Tiền thù lao của mấy người đó, nhớ chuyện này không được nói cho ai biết, nếu không mặt của các người sẽ như mặt bàn. Không liên lạc được hả anh? Không biết Quỳnh Hữu đã làm xong những gì tôi nhờ chưa, mà tại sao gọi hoài cũng không được nữa. Tôi nghĩ chắc đã xong rồi. Làm xong thì phải gọi cho tôi biết chứ. Mà có bao giờ Quỳnh Hữu tắt máy đâu. Theo tôi nghĩ có thể là điện thoại của Hữu hết pin nên tạm thời không nghe máy. Em đừng có rối lên như vậy. Không rối thì làm sao được, không gọi được thì phải lo chứ. À, hay là tôi sẽ gọi trực tiếp cho mẹ của bé Hiền. Không được, cảnh sát và Mina đang truy lùng anh. Họ có thể dùng nghiệp vụ dò ra sóng điện thoại và tới tận đây để bắt anh. Anh gọi cho mẹ bé Hiền là nguy hiểm cho chúng ta đó. Tôi biết chứ, nhưng chẳng lẽ chúng ta phải ngồi yên như vậy? Đành phải vậy thôi. Bây giờ anh chỉ có thể gọi cho Hữu vì Hữu vẫn chưa bị phát hiện ra, còn mẹ con bé Hiền đang bị đưa vào tầm ngắm. Tạm thời chúng ta phải ngồi đây đợi Hữu chủ động liên lạc lại thôi. Anh Vinh, anh hãy yên tâm đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thôi anh ăn sáng đi. Đến đi con, không sao đâu nha. Mọi chuyện qua rồi, không sao đâu. Mẹ con sợ quá. Không sao đâu con. Ai vậy? Chúng tôi là công an đây. Con ngồi đây nha, nha. Chào chị. Dạ chào. Mời anh vô nhà. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Thôi con đừng sợ, có mấy chú ở đây rồi. Mẹ ơi. Không sao đâu con, đừng sợ. Mời mấy chú ngồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Không sao, có mấy chú còn mang ở đây rồi, con đừng sợ nữa nha. Mẹ ơi, gọi nhìn về đi mẹ. Một lát nữa mẹ gọi. Hay là bây giờ con vô phòng nghỉ đi nha. Thôi con ở lại mình đâu, con sợ lắm. Thôi được rồi. Bây giờ con ở đây với mẹ, nhưng mà không được khóc nữa nha. Không có gì phải sợ hết á nha. Bây giờ có mấy chú công an đây bảo vệ mình nè nha. Con đừng sợ. Nếu mà có ai tới đây quấy rầy, mấy chú sẽ bắt nó lại. Bắt nó xin lỗi con. Con chịu không? Thôi nín đi con. Thôi cho cháu ngồi đây. Tôi đi lấy nước. Hãy kêu mọi người tập trung. Anh Lâm dặn bóng ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khi thấy hắn xuất hiện thì lập tức truy bắt. Kìa, ghê không? Ghê. Đang điều tra kìa. Ghê quá. Sớm mình từ trước tới giờ chưa bao giờ xảy ra những chuyện như thế này. Ghê lắm. Có một thằng bị bắn gục xuống, chở đi bệnh viện rồi. Còn một đứa con gái chạy thoát rồi. Ủa, vậy là tụi nó bắt cóc hai đứa hả anh? Có hai đứa mà một đứa chạy thoát rồi. Đề nghị bà con giải tán. Ở đây nguy hiểm lắm, tên hung thủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mời bà con về. Thôi, giải tán đi. Giải tán đi. Cho anh em bố trí cắp con hẻm. Bóng ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Anh đừng lo lắng quá, uống chút nước cam đi. Cảm ơn cô. Cô uống đi. Anh đang lo lắng cho Quỳnh Hữu hay mẹ con bé Hiền vậy? Cả hai. Nếu bây giờ còn Hải Sơn thì tốt biết mấy. Hải Sơn, tay trong của anh trong nhóm tài lì đó hả? Hải Sơn và Quỳnh Hữu là hai người bạn mà tôi rất tin cậy. Bây giờ thì Hải Sơn đã bị bắt, còn Quỳnh Hữu thì không liên lạc được. Hỏi sao mà tôi không lo lắng được chứ? Tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Phải bình tĩnh mới suy nghĩ ra cách giải quyết được. Alo, em nghe chị Thu. À Vinh hả? Em đang ở đâu vậy? Em đang bên ngoài đó chị. Mọi chuyện ổn hết hả chị? Sao giọng em hốt hoảng vậy? Bởi em biết hết mọi chuyện rồi hả? Biết hết mọi chuyện là sao? Chị nói gì em không hiểu, chị nói nhanh em nghe xem sao. Ủa, thì chuyện của Quỳnh Hữu với bé Hiền sáng nay nè, em chưa biết gì hả? Chuyện xảy ra là chuyện gì? Chị Thu, chị nói nhanh cho em nghe đi. Trời ơi, hồi sáng này với Quỳnh Hữu ghé đây định nói chuyện gì đó, nhưng mà ở ngoài có chuyện á nên Quỳnh Hữu nó chạy ra ngoài. Có một cô gái muốn bắt cóc bé Hiền, Quỳnh Hữu nó chặn lại nên bị bắn bị thương. Bây giờ vô bệnh viện rồi. Sao lại vậy được chứ? Tình hình Quỳnh Hữu có sao không chị? Nghe lại mọi người nói là cũng không nặng lắm, nhưng bây giờ ổn rồi. Vậy hả? Vậy còn bé Hiền? Bé Hiền không sao chứ chị? Bé Hiền bình an, không sao hết á. Nhưng mà nó sợ lắm, nó đòi gặp anh Vinh hoài hả? Vậy hả? Vậy chị Thu, chị cho em nói chuyện với bé Hiền chút xíu đi. Con, anh Vinh muốn nói chuyện với con nè. Hello anh Vinh à, em bé Hiền nè. Bé Hiền đừng có khóc nữa, có gì thì nói cho anh Vinh nghe đi. Em sợ lắm, có người muốn bắt cóc em, anh đi về với em đi. Bé Hiền à, em đừng có sợ nữa, anh Vinh sẽ về với bé Hiền mà, không có chuyện gì đâu. Hôm nay bé Hiền không đi học hả? Dạ không, em đang đi học thì cô đó bắt lại. Giờ em đang ở nhà với mẹ với mấy chú công an. Bé Hiền nè, chuyện mấy cho anh nói chuyện với mẹ Thu chút xíu đi. Dạ. Mẹ, anh Vinh rồi mẹ. Chị nghe nè Vinh. Chị Thu, em nghe bé Hiền nói là có công an ở đó hay sao? Nghĩa là sao hả chị? Thì cái chuyện của Quỳnh Hữu với bé Hiền đó, bên công an người ta cử người tới bảo vệ bé Hiền. Có họ chị cũng an tâm phần nào. Vậy hả? Vậy thì em cũng yên tâm. Nhưng mà khi nào em xong việc vậy? Dạ em cũng gần xong rồi. Chị Thu nè, chị hãy thay thế em chăm sóc cho bé Hiền và động viên con bé, đừng để cho nó sợ quá chị nghe. Ừ, chị biết rồi. Em nhớ sắp xếp công việc á, về sớm để thăm bé Hiền nha, nó nhớ em lắm đó. Nè, em nhớ gọi coi hỏi thăm Quỳnh Hữu coi bị sao nha. Dạ. Vậy nghe chị, em chào chị. Hữu gặp chuyện rồi à? Đúng vậy, tôi phải về thăm bé Hiền thôi. Không nên. Tạm thời bé Hiền đã được công an bảo vệ rồi, Mina cũng không dám bén mảng tới đó đâu. Nhưng mà không vì thế mà tôi không về thăm bé Hiền được. Con bé cần tôi hơn lúc nào hết, cô hiểu chứ? Tôi hiểu, tôi hiểu cảm giác này hơn ai hết. Nhưng lúc này anh cần phải bình tĩnh, nếu không sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho chúng ta mà thôi. Không thể được, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải về thăm bé Hiền. Nếu cứ như vậy, không tài nào tôi yên tâm được. Đã xác định vị trí cuộc gọi chưa? Dạ, đã khoanh vùng được rồi thưa thủ trưởng. Vị trí thuê bao này đang ở Bình Thạnh. Tốt.
ba sẽ cho đội trinh sát tới đó truy tìm bóng ma. Con đến đó hỗ trợ nghe. Dạ. Ba nhớ là động viên hàng giùm con nghe. Con cứ lo nhiệm vụ. Dạ. Anh Lâm, bên trung tâm mới báo thuê bao vừa rồi mới mở máy rồi tắt máy liền nên chưa xác định được vị trí. Vậy mấy chủ khác đã truy tìm từng nhà sao rồi? Dạ, họ báo cáo là chưa tìm được nhà nào cả. Cứ tiếp tục siết chặt vòng dây. Dạ. Hắn ta chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Báo cáo cho tất cả mọi người biết, bất cứ ai ra khỏi khu vực này đều phải chú ý, nhất là hai người đi chung với nhau. Dạ. Một người đàn ông và một người phụ nữ. Rõ. Dạ, báo cáo anh, gần đây có một căn nhà có hai người ở, một người đàn bà và một người đàn ông. Chúng ta đến đó kiểm tra liền đi anh. Được, chúng ta đi. Mình đi. Chào ông. Chào ông. Dạ, có việc gì không mấy chú? Chào ông. Chúng tôi là cảnh sát khu vực. Chúng tôi đang truy tìm tội phạm. Mong mong thông cảm và hợp tác với chúng tôi. Dạ, vợ chồng chúng tôi già rồi, đâu có biết gì đâu mà hợp tác. Mong mong hợp tác với chúng tôi. Có thể tội phạm đang lẩn trốn xung quanh đây. Dạ, từ đó vợ tôi ở đây á, không có ai tới đây thăm nom và không có ai ở trong nhà này. Chắc là mấy chú lộn nhà ai rồi. Chứ ở đây chỉ có hai vợ chồng tôi, ngoài ra không có ai hết. Dạ, chúng tôi biết. Nhưng xin ông cho chúng tôi kiểm tra nhà. Nếu tên tội phạm lẩn trốn trong nhà, có thể gây nguy hiểm cho gia đình ông. Nói rồi mấy chú không nghe, ở trong nhà này không có ai hết á. Dạ, xin ông vui lòng hợp tác với chúng tôi. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Dạ, vậy thì xin mời mấy chú. Chuyện gì vậy mấy chú? Dạ, tụi cháu đang kiểm tra xem có hung thủ trốn trong đây không. Dạ, bác cứ yên tâm, tụi cháu kiểm tra xong sẽ đi ngay thôi. Các đồng chí. Kiểm tra
ở đây không có gì cả. Bên đó có gì khả nghi không? Dạ trên đó không có gì. Thôi được rồi. Vậy là hung thủ không có ở đây. Chúng ta đi chỗ khác. Ừ. Dạ trong nhà mình vẫn ổn. Tụi cháu cảm ơn hai bác. Xin lỗi đã làm phiền hai bác. Cảm ơn hai bác nhiều. Ừ. Tôi đã nói với mấy chú rồi, nếu có người lạ vô nhà là vợ chồng tôi biết liền. Mấy chú cứ việc an tâm đi. Nếu tôi thấy cái gì nghi nghi á là tôi gọi xuống, tôi báo cho mấy chú liền. Dạ. Nếu mà có gì khả nghi á, mong bác hãy gọi liền cho chúng cháu. Dạ. Dạ chào hai bác. Chúng ta đi. Dạ. Ông ơi ông, tôi lo quá. Chưa biết à, mà cũng cầu mong là như vậy. Anh dừng xe lại đi. Có chuyện gì vậy? Anh hãy điện cho Quỳnh Hữu đi. Alo, em nghe đây anh Vinh. Sao lúc nãy em gọi anh không được? À, tại lúc nãy anh sợ bị theo dõi cho nên anh tắt máy. Anh di chuyển ra khỏi nhà rồi, bây giờ thấy ổn cho nên mới gọi cho em. Em sao rồi, vết thương ổn chứ? Ừ, dạ em cũng ổn, chỉ bị thương bên ngoài thôi. Ờ vậy thì tốt rồi. À, anh gọi em không được, chỉ sợ em làm sao thôi. Tại lúc đánh nhau với cô ta, điện thoại bị rớt ra rồi hư, nhờ chị em nhặt về. Còn anh sao rồi? À, anh thì không có vấn đề gì, anh chỉ lo cho em với mẹ con bé Hiền thôi. Anh yên tâm đi, em thì không có gì hết. Còn bé Hiền thì tạm thời em nhờ chị em bảo vệ bé Hiền giùm rồi. Ừ, anh có nghe chị Thu nói. Nhưng có lẽ anh phải về thăm bé Hiền một chuyến mới được. Anh rất lo lắng cho bé Hiền. Con bé nó rất là sốc vì những chuyện đã xảy ra. Dạ, em biết. Nhưng em khuyên anh á là tạm thời đừng tới đó. Anh mà tới đó là sẽ bị bắt liền. Anh biết. Nhưng mà anh lo lắng và nhớ bé Hiền quá. Nếu vậy á thì anh phải cố gắng chịu đựng đi. Khi nào em bình phục thì em sẽ hẹn anh ở đâu đó để dẫn bé Hiền ra cho anh gặp mặt, được không? Xác định được vị trí cuộc gọi chưa? Dạ được rồi thưa thủ trưởng. Vị trí này cách xa vị trí hồi nãy. Đây là khu dân cư mới, trung tâm quận 2. Anh biết rồi, để anh tính xem. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Có gì mọi chuyện ổn định thì anh sẽ ghé thăm em. Dạ em hiểu rồi, chào anh. Vì là sao? Bên Hùng Lâm vừa báo về chỗ hồi nãy không tìm ra được tung tích của bóng ma. Chẳng lẽ chỗ này mới thật sự là chỗ ở của hắn? Đội hai nghe rõ trả lời. Dạ đội hai nghe. Lập tức đến ngay khu dân cư mới trung tâm quận 2. Nhớ rà soát kỹ các điểm nghi vấn. Rõ. Không lẽ kế hoạch của chúng ta bị bọn chúng biết hết? Dạ, theo em nghĩ không phải như vậy đâu thưa thủ trưởng. Nếu mà bọn chúng biết thì bọn chúng đã không dùng số điện thoại chính để gọi. Có lẽ bọn chúng có việc phải di chuyển nên mới như vậy. Ừ. Dạ con biết rồi ông Tám. Con cảm ơn. Có bất cứ vấn đề gì ông Tám gọi cho con biết. Dạ đúng rồi, chỉ gọi cho con, đừng gọi qua số của anh Vinh. Dạ con chào ông. Đúng như những gì mà tôi đã suy đoán, họ đã
lần ra được chỗ ở của anh và đã đi kiểm tra nhà của ông Tám. Họ có phát hiện ra điều gì không? Không, đồ đạc thì chúng ta đã mang theo gần hết rồi. Những gì sót lại thì ông Tám cũng đã cất kỹ giùm chúng ta. Họ không phát hiện được gì và đã bỏ đi rồi. Chúng ta đã làm liên lụy đến ông bà Tám. Căn nhà đó ông bà Tám cho tôi mượn để trốn tránh khi gặp chuyện. Bây giờ không biết ông bà Tám sẽ ra sao nữa. Nếu họ chưa phát hiện ra thì chúng ta chỉ cần không về đó nữa là xong. À, Quỳnh Hữu sao rồi? Tạm thời vẫn ổn, chỉ bị thương ngoài da, không nặng lắm. Vậy là may mắn cho Quỳnh Hữu lắm. Mina, cô ta ít khi nào bắn trượt lắm. À, anh vẫn giữ ý định tới thăm bé Hiền lúc này à? Đúng. Anh không sợ nguy hiểm sao? Không, tôi không sợ nguy hiểm. Và tôi sẽ không cho ai làm hại bé Hiền nữa. Nếu vậy thì tôi và anh sẽ làm một kế hoạch thật là tỉ mỉ. Tôi sẽ đi cùng với anh. Cô không sợ nguy hiểm sao? Nguy hiểm thì đi với anh tôi cũng đã chịu quá nhiều rồi, còn sợ nguy hiểm gì nữa chứ. Với lại tôi cũng nhớ bé Hiền. Có điều chỉ có anh vào thăm và gặp bé Hiền trong chốc lát thôi. Nếu may mắn thì tôi sẽ được ngắm bé Hiền từ đằng xa. Cô... Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm một phòng nào đó để trọ. Họ có lẽ sẽ rối lên khi thấy số điện thoại của anh cứ di chuyển liên tục. Ừ, cảm ơn cô. Nhưng mình di chuyển nhiều như vậy cũng rất là mệt. Đành vậy thôi. Nhưng những lần sau anh phải chủ động gọi cho họ. Không nên để họ gọi cho anh, dễ bị phát hiện lắm. Tôi hiểu rồi. Thôi, chúng mình đi. Ok. Nồi. Mày cẩn thận xíu được không? Mày làm ổn quá người ta phát hiện bây giờ. Mấy cái thằng này á, nó ở bề bộn thiệt luôn á. Đi làm đi. Dạ. Anh ơi,
Nhà này nó nghèo quá, có gì đâu ông trộm. Mày đừng quan tâm. Dạ. Cứ làm những gì tao dặn được rồi. Dạ dạ. Học qua trong nhà hết, vô vô đi. Vô vô. Mày vô, vô vô lại lên, vô vô. Cái tivi này đời cũ, mình lấy đâu có bán được nhiêu tiền đâu anh. Ây, dạ, mày. Ủa anh, cái tủ này to quá, sao không mình khiêng ra ngoài được anh. Ê không mày. Ra đây. Dạ. Gì anh? Tao kêu tụi bay á, đi kiếm cái vali. Dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Ý. Dạ. Cái gì giống giống vali á, cũng lấy luôn. Lấy hết hả anh? Mà ở trong đó đựng gì anh? Mày không cần biết. Lấy hết tất cả. Dạ dạ. Mày không cần biết. Dạ dạ. Cứ làm cái gì đâu dặn là được rồi. Đi đi. Nhưng mà nhớ nhẹ nhẹ nghe chưa. Dạ, em biết rồi. Đây là vụ thứ hai xảy ra trong vài ngày ở ngay hẻm trên đường Trần Hưng Đạo. Theo nguồn tin chúng tôi có được, cả hai vụ đều cùng một thủ phạm. Cảnh sát đang tập trung lực lượng để truy tìm hung thủ. Bóng ma, thời của mày hết rồi. Cả thằng Tài Lì nữa. Tụi mày sắp phải xuống và nhường tất cả lại cho tao. Em tìm kỹ lắm rồi mà không thấy cái gì trong cái vali hết. Em cũng tìm kỹ lắm mà cũng không thấy luôn. Giờ tính sao anh? Biết. Dạ dạ. Thành phố về đêm luôn đẹp. Đã lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác như vậy. Tôi cũng mấy lần được ngắm cảnh đẹp như vậy. Những người nước ngoài khi mới về Việt Nam mà thấy cảnh xe cổ như vậy, vừa thích thú vừa sợ hãi. Họ có cảm giác là lúc nào mình cũng sợ bị xe đụng vậy. Bé Hiền cũng rất thích ngắm cảnh thành phố về đêm. Tôi thường đưa con bé vào quán kem trên các tòa nhà cao tầng để ngắm toàn cảnh thành phố. Con bé luôn tỏ ra thích thú. Bữa nay cô cho các con ăn chè, nhưng mà phải tránh ra cho cô nấu đó nha. Dạ. Cô Phượng ơi, có người cần gặp cô nè.
Rồi rồi, cô lên liền. Ráng ăn nhiều cho khỏe nha con. Dạ. Con bớt đau chưa? Dạ bớt rồi. Đó, bé ba thấy chưa? Cô đã dặn rồi mà con không nghe. Lần sau đừng có vậy nữa nha con. Dạ. Những cái gì mà cô nấu á là đều để chia cho các con ăn hết á. May mà có anh Bo đỡ cho con á, chứ không là nguy hiểm đến tính mạng của con lắm đó, biết không? Con cảm ơn anh Bo chưa? Dạ, em cảm ơn anh Bo. Bé Bo đừng có dậy nữa nha. Bé ba có muốn đút cho anh Bo ăn không? Dạ muốn. Vậy cô có thích ngắm thành phố về đêm không? Ellie. Chuyện gì vậy anh? Hình như cô đang suy nghĩ chuyện gì thì phải. Về quá khứ. Mà anh vừa hỏi tôi chuyện gì vậy? Tôi hỏi là cô có thích ngắm thành phố về đêm không? Có chứ. Nhưng ở bên kia thì không nhiều xe máy như ở đây, nên không ấn tượng mấy. Tôi chưa được qua bên Mỹ, cho nên là cũng chưa hiểu được. Còn thành phố của tôi thì tôi rất thích ngắm thành phố về đêm. Về đêm thành phố đẹp rực rỡ. Anh Vinh, anh rất thương bé Hiền đúng không? Tôi rất thương bé Hiền. Vậy những lúc bé khóc hay cần giúp đỡ, anh sẽ làm cách nào? Tôi sẽ làm hết sức mình để cho bé Hiền được thoải mái và vui vẻ. Còn nếu như bé Hiền khóc thì tôi sẽ dỗ dành. Nhưng mà tuyệt đối không được mè nheo. Tôi không thích tính cách ấy. Nhưng rất may là cô bé không có mè nheo. Bé Hiền giỏi quá, giỏi hơn tôi ngày xưa rất nhiều. Lúc nhỏ tôi hay sợ sệt và khóc nhè lắm. Cũng may lúc nào cũng có anh hai tôi ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho tôi. Khi thấy anh quan tâm và chăm sóc cho bé Hiền như vậy khiến tôi nhớ về quá khứ. Quá khứ được che chở và đầy yêu thương. Bàn tay trắng bàn tay đen. Bàn tay trắng bàn tay đen.
rồi, mấy ba úp mặt vô gốc cây đi, tụi mình đi trốn nha. Ellie, quá khứ của cô thì tôi không có, nhưng hiện tại và tương lai tôi muốn được chăm sóc và bảo vệ cho cô. Được chứ? Tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cho cô. Cảm ơn anh. Hãy tin ở tôi. Sao rồi? Dạ không có vài liên nào hết anh ba ơi. Hai thằng kia đâu rồi? Dạ em cho tụi nó về rồi. Tụi nó có biết gì không? Dạ không, em đâu có nói tụi nó biết gì đâu. Ừ, càng ít người biết càng tốt. Nó không cất cái vali ở nhà nó. Thằng này cáo già thật. Nó biết là tao rành ngõ ngách nhà nó, nên nó sợ tao tìm. Mày đã tìm kỹ chưa? Dạ rồi, em lục tung cả nhà lên luôn mà cũng không tìm thấy gì hết trơn á. Nè, mày vô trong nhà, mày còn thấy cái gì lạ không? Ví dụ như là bản đồ gì đó. À, em cũng đang tính nói anh chuyện này nè. Trong lúc em lục tung cái nhà lên á, em tìm được tờ giấy này. Anh coi phải bản đồ không?
tôi làm gì viết viết? Em đang vẽ bản đồ. Bản đồ gì? Bản đồ kho báu. Chú mà cũng có kho báu để cất giữ à? Sống kiếp giang hồ với anh em mình, kẻ thù nhiều lắm. Sống nay chết mai, không biết được nào mà làm. Nếu như em có mệnh hệ gì thì anh hãy tìm ra kho báu này, lấy toàn bộ nó mà chia cho những người nghèo. Thôi đừng có nói gỡ. Đúng là cái này rồi. Tôi đố cô, bộ phận nào trên cơ thể con người là quan trọng nhất? Trái tim hả? Không, trái tim đúng là quan trọng thiệt, nhưng chưa phải là quan trọng nhất. Vậy là trí tuệ là cái đầu, nơi tập trung cảm xúc đúng không? Cũng không đúng. Trí não con người đúng là quan trọng, cũng chưa phải là bộ phận quan trọng nhất. Vậy nó là cái... bờ vai. Khi chúng ta gặp đau khổ hay là gặp chuyện rất buồn thì bờ vai của người khác là điểm tựa quan trọng nhất của ta. Nhưng lúc đó bờ vai mới là quan trọng nhất. Như lúc này hả? Ừ. Hả? Khoan khoan, từ từ đi, mày lấy cái xẻng ra. Tao moi bằng tay cho chắc ăn. Để phụ cho. Mạnh lên. Dạ. Biến đi anh. Chồng lại anh. Đi đi. Thank you.
Dạ, em nghe ông chủ. Sao rồi? Bắt được tụi nó chưa? Dạ, chưa. Thất bại rồi thưa ông chủ. Cô nói cái gì? Lại thất bại nữa hả? Cô bị làm sao vậy? Một sát thủ chưa từng thất bại như cô mà để cho tụi nó 3 lần chạy thoát. Bắt cóc một con bé mà cô làm không xong là sao? Hay là cô lại mở lòng thương không đúng lúc với con bé đó? Đúng vậy không? Bây giờ cô hãy nói rõ cho tôi biết tại sao lại thất bại. Dạ, có chuyện xảy ra ngoài dự tính. Có một thằng, nó đã cản em bắt cóc con nhỏ. Đừng nói với tôi cô đã tha cho thằng đó. Cô có cho nó một phát không? Dạ có. Nó đã gục. Vậy thì tại sao cô không thể bắt được con bé? Tại vì có cảnh sát xuất hiện, bọn chúng đã bắn em bị thương. Còn khẩu súng của em thì bị rớt. Em không thể tiếp tục chống cự được. Cô bị thương có nặng không? Dạ, cảm ơn ông chủ. Cũng không nặng lắm. Vẫn tiếp tục được chứ? Dạ được. Tốt. Vậy cô nghỉ ngơi một thời gian để trấn tĩnh tinh thần lại đi. Bây giờ chắc bọn cảnh sát Việt Nam đang truy lùng cô đó. Cô cũng nghỉ ngơi thư giãn vài ngày đi. Dạ, cảm ơn ông chủ. Nếu ông chủ ra lệnh, em sẽ thi hành ngay. Được. Có gì tôi sẽ báo liền. À, tôi nhắc câu chuyện này. Đừng làm gì liên quan đến bọn tài lì. Cứ độc lập mà làm thôi. Rõ chưa? Dạ, em hiểu. Nhớ cẩn thận. Chúc cô may mắn. Dạ. Tiên ta mới thấy cái vali kiểu này. Vậy rồi làm sao mà mở? Lần đầu tiên em cũng thấy cái vali có cái khóa kiểu này á. Ba, hay là mình nhờ thợ khóa mở đi anh ba. Mấy người đó có kinh nghiệm, chắc chắn là nó sẽ mở được. Mày ngu quá đi. Nếu mà thợ mở khóa nó mở được thì thằng bóng ma nó đã kêu mở rồi, đâu có tới mình. Anh ba, em nghe nói cái vali này á, nếu mở sai 3 lần á là nó nổ. Anh ba, nếu mà anh ba chưa chắc á, anh ba đừng có mò nha anh ba. Tao biết rồi, không chừng thằng bóng ma nó muốn mở rồi mà mở không được. Bây giờ mà mình rớ cho một cái là mình lãnh đạn thay cho nó liền. Vậy anh ba tính sao? Tạm thời cất cái này vô một chỗ đi. Tao còn phải tính tới chuyện này. Tụi mày muốn chơi với tao hả? Anh hai, anh có sao không anh hai? Anh không sao. Bé ba, anh chạy trước đi. Không, chúng ta là anh em mà, em không thể bỏ anh đi được. Nghe lời anh, chạy trước đi. Chạy đi. Không, chạy trước đi. Được, tụi mày hãy chết chung với nhau đi. Đừng bỏ em, đừng bỏ em, đừng bỏ em. Em Ly, em Ly. Anh Mơ. Em Ly, em Ly. Anh Mơ. Em Ly. Đây là đâu vậy? Anh chưa chết hả? Đây là khách sạn mà, tôi đâu có sao. Vậy là tôi nằm mơ sao? Đúng như vậy. Thank you.
Anh ba, có chắc là nó tới không anh ba? Chắc chắn nó phải tới. Mày đã bố trí anh em cẩn thận chưa? Dạ xong rồi anh ba. Nó mà làm ẩu á, nó không ra được chỗ này đâu anh ba. Cô uống cà phê đi. Cảm ơn anh. Cô vừa mơ thấy gì mà có vẻ hốt hoảng quá vậy? Mina hay là David? Không có gì hết. Không có gì? Vậy tại sao cô lại căng thẳng? Chưa bao giờ tôi có một giấc mơ kinh khủng như vậy. Sao anh dậy sớm vậy? Tôi đã quen rồi. À, hôm nay là chủ nhật. Tôi không quan tâm. Anh đừng nói chủ nhật đẹp trời muốn rủ tôi đi dạo nha. Không, nếu như là dịp khác tôi sẵn sàng mời cô đi. Nhưng bây giờ thì không phải lúc. Hôm nay là chủ nhật cho nên Bé Hiền được nghỉ. Lúc nãy tôi có gọi điện về cho chị Thu để nắm tình hình. Chị Thu nói hôm nay là chủ nhật cho nên Bé Hiền được nghỉ. Họ đã an toàn cho nên công an không cần phải bảo vệ họ 24/24 nữa. Nghĩa là bây giờ xung quanh mẹ con Bé Hiền không có bóng dáng của công an nữa hả? Đúng như vậy. Và đây là cơ hội rất tốt để cho tôi về thăm Bé Hiền. Liệu có ổn không? Tôi đã hỏi chị Thu rồi cho nên tôi mới an tâm. Bằng giá nào tôi cũng phải về thăm Bé Hiền. Tôi hiểu, nhưng... Cô đừng cản tôi nữa. Tôi phải về thăm Bé Hiền một chút. Anh đã có kế hoạch chưa? Dạ, mời mấy anh. Anh ba, nó tới rồi kìa anh ba. Chào chú Tài. Chào anh. Chú thật là đúng hẹn nha. Anh ba thằng đã gửi lời mời thì tôi đâu dám sai hẹn chứ. Mời ngồi. Không biết anh mời tôi tới đây là có chuyện gì? Không lẽ là chuyện... Chúng ta là người làm ăn. Lâu lâu á, gặp nhau chỉ bàn chuyện làm ăn thôi. Còn những chuyện cũ á, thì mình gạt nó sang một bên đi. Hình như chú đi đâu cũng có đàn em theo hộ tống thì phải. Nhìn oai phong hoành tráng quá. Đâu có. Thấy anh gọi, sẵn tiện có mấy thằng em đi cùng nên rủ tới cho vui mà. Nhưng mà nói về sự hoành tráng đó thì làm sao bằng đàn em của anh được chứ. Chú nói quá, đúng là chú vui tánh thiệt. À, thôi bây giờ anh vậy, tôi có chút chuyện riêng cần bàn với chú. Hay là ta mở một bàn tiệc khác, mời mấy anh em của chú cùng mấy anh em của tôi qua đó cho họ tự nhiên hơn. Chú đồng ý chứ? Tất nhiên là được rồi. Nè, chú mời mấy anh em này qua kế bên, chiêu đãi cho anh em thật đàng hoàng. Nhớ gọi thêm
mấy em nó phục vụ cho anh em đây cho đàng hoàng hả? Dạ. Đi, anh em qua kia. Đi đi. Như vậy thì nó thoải mái cho cuộc nói chuyện của chúng ta hơn. Rất thoải mái. Nhưng nói thật là thời gian có hạn. Anh cứ vào thẳng vấn đề luôn đi. Anh gặp tôi có chuyện gì? Chú không biết chuyện gì mà chú vẫn dám tới đây. Vậy là không hổ danh là tài lì. Mời. Mời. Chúng ta vừa ăn, vừa nói chuyện mà. Cũng không có chuyện gì đâu. Đơn giản chỉ là chuyện làm ăn thôi. Thức ăn đã được dọn sẵn hết rồi. Mình không ăn, uổng lắm. Xin mời. Chú sợ thức ăn của tôi bỏ độc hay sao vậy? Không. Anh cứ ăn tự nhiên. Khi nào xong, chúng ta tiếp tục. Vậy thì tôi không làm mất thời gian của chú. Chúng ta vào việc chính luôn. Chắc là chú nhận ra cái vali này chứ? Nó chính là cái vali của chú đã bị tên bóng ma đánh cắp. Bây giờ nó đang ở trong tay tôi. Nhưng tiếc là tôi chưa có mật mã để mở nó. Anh muốn tôi mua lại chiếc vali đó à? Không, tôi không thích vậy. Tôi thích cái vali này hơn. Vậy thì anh muốn gì? Tôi muốn số tiền trong cái vali này. Anh muốn số tiền đó, tại sao anh không tự mở nó? Dù gì thì nó cũng thuộc về anh rồi mà. Nếu chuyện nó đơn giản như vậy thì tôi đâu có mời chú tới đây. Tôi nói rõ, tôi không có mật mã để mở cái vali này. Mà theo tôi được biết, trong cái vali này, ngoài số tiền 2 triệu đô, còn có một tờ giấy bí mật. Anh cũng biết nhiều chuyện quá ha. Trong này còn có thuốc nổ nữa. Mà tôi thì chưa muốn chết. Anh đừng vòng vo nữa. Anh muốn gì? Anh nói đi. Được. Vậy thì tôi nói. Tôi muốn số tiền trong này. Và sẽ không màng tới tờ giấy bí mật của chú. Với điều kiện, chú phải cho tôi biết mật mã. Ông chủ sao giờ này chưa ngủ vậy ông chủ? Trời ngoài lạnh, sương xuống dễ cảm lắm đó ông chủ. Ông chủ vô nhà đi. Tôi biết rồi. Vô đi ngủ trước đi. Dạ, tôi vô trước nghe ông chủ. Ông chủ nhớ ngủ sớm nha. Dạ, chào ông chủ. Nghĩ nó lại chứ, dám ra điều kiện với tao. Lúc đó mà có súng trong tay, tao bắn nát đầu nó ra rồi. Giờ lấy lại cái vali, đúng là tức chết mà.
chiếc vali ở ngay trước mặt mà không lấy lại được. Anh Tài, anh có nước để em kêu chị bếp làm. Không cần đâu. Em thấy anh đã từ chối rồi mà, có nghĩa là chiếc vali đó vẫn chưa được mở. Nên là vậy, nhưng tao không hoàn toàn từ chối nó. Tao chỉ xin hẹn về suy nghĩ kỹ hơn thôi. Nó hẹn trong vòng 3 ngày phải trả lời nó sớm, nếu không nó sẽ tự làm theo ý của nó, không cần mình nữa. Em thấy chuyện này cũng dễ xử lý mà. Anh cứ để cho em và các anh em đi cướp lại chiếc vali. Không có dễ đâu. Nó đã lấy được chiếc vali, không có thằng nào nhào vô lấy lại được đâu. Mày nhìn đám đàn em của nó mày sẽ thấy, không có dễ chơi nó được đâu. Vậy không lẽ mình để nó hất tay trên mình sao? 2 triệu đô chứ có ít gì đâu anh. Đúng như vậy, nên anh mới xin hẹn để về tìm cách khác. Hay là mình dùng tiền để mua lại anh? Tao cũng đã nói với nó như vậy rồi, nhưng nó chỉ đồng ý khi chúng ta trồng đủ số tiền đó. Còn nếu không, nó không chịu nhả cái vali. Nó đòi bao nhiêu vậy anh? 2 triệu đô. Để tao hỏi xem bí mật của nó là gì. Nếu nó đáng giá, có thể chúng ta bỏ luôn 2 triệu đô đó. Alo, tôi nghe đây. Alo, ông anh đang làm gì vậy? Tôi hả? Đang ngồi ngắm sao. Chà, ngắm sao hay là ngắm gái đẹp đây? Tôi nghĩ ngắm gái đẹp sẽ thích hơn chứ. Ông nghĩ vậy sao? Tôi thì tôi nghĩ khác. Theo tôi thì cách cô gái đẹp. Nếu chỉ để ngắm không thì chưa đủ. Chính xác. Ông anh suy nghĩ rất hay. Hoa đẹp là phải hái, phải chiếm lấy, chứ không phải đi ngắm đâu. À, công việc ông anh bên đó ổn chứ? Vẫn tốt. Cảm ơn ông. Còn chuyện làm ăn bên ông sao rồi? Hình như là có nhiều chuyện xảy ra lắm phải không? Đúng vậy, nhiều chuyện xảy ra lắm. Nội chuyện thằng bóng ma đã khiến cho tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô sát thủ của ông anh sao rồi? Vẫn tiếp tục săn thằng bóng ma chứ? Ừ, nó vẫn tiếp tục. Hình như dạo này bóng ma nó trốn đi đâu rồi, không thấy xuất hiện. Không biết là nó có âm mưu gì đây. Chắc là có nhiều kẻ săn nó quá nên nó trốn thôi. À, ông anh cho tôi hỏi chuyện này. Cái tờ giấy bí mật trong chiếc vali là gì vậy? Không có gì đâu. Đơn giản, chỉ là món quà tôi muốn tặng cho ông thôi. Khi nào ông lấy được chiếc vali, ông sẽ tự biết. Nói ra thì còn gì là bí mật nữa. Thì chắc chắn là vậy rồi. Chỉ tại tôi hơi tò mò chút thôi. Không lẽ với tôi mà ông anh cũng giấu sao? Không phải giấu, mà là nó trước mắt hay. Khi nào có nó trong tay á, ông sẽ tự hiểu món quà đó có ý nghĩa như thế nào. Tôi hiểu rồi. Nếu như vậy tôi cũng nói rõ cho ông anh biết mà tính. Cái vali đó đã rơi vào tay của thằng khác rồi. Ông nói sao? Nó rơi vào tay một thằng khác hả? Đúng vậy. Thằng đó nói ra điều kiện là sẽ trả tờ giấy bí mật cho tôi, còn nó giữ lại số tiền. Vì vậy tôi mới hỏi ông anh xem tờ giấy như thế nào, có đáng để tôi đánh đổi hay không. Không được, nó còn đáng giá hơn cả số tiền đó. Kẻ nào đã nhúng tay vào vụ này? Ba thằng. Ông anh đã nghe danh nói chứ? Ba thằng, một tay trùm cờ bạc ở Việt Nam phải không? Đúng là nó đó.
Nó hẹn tôi 3 ngày trả lời nó. Thôi được rồi, ông hãy để đó, tôi sẽ tính vụ này. Ông yên tâm đi, chúng ta sẽ không mất bất cứ cái gì hết. Tôi sẽ không gây ồn ào ảnh hưởng tới ông đâu. Chào ông. Chào ông. Ông đã biết nói sao vậy? Ông ta nói để ông ta tính vụ này, chúng ta không cần nhúng tay vào đâu. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy anh em mình cứ ngồi ở nhà mà hưởng lợi. Ông ta có vẻ đang có một bí mật nào đó. Tiếc là anh mày chưa đoán ra được. Vậy à? Anh đang nghi ngờ là ông qua mặt anh đúng không? Không, ông ta không thể qua mặt tao được. Ở Việt Nam, tao mới là vua. Dạ. Còn chuyện gài bẫy thằng bóng ma mà anh em mình bàn á, tính sao anh? Tạm thời thì gác chuyện đó sang một bên. Bây giờ thằng Hải Sơn đã bị bắt, người của ta đã bị hao tổn nhiều rồi. Với lại thằng bóng ma cũng đang bị truy đuổi ráo riết, chắc nó không dám xuất hiện lúc này đâu. Hồi đó tao chịu lắng nghe thằng Sơn một chút, thì giờ này nó đâu đến nỗi bị bắt. Báo chí có vẻ xôn xao về mấy vụ này quá. Không biết là cô ta có dám tới đây làm bậy nữa không? Không biết tình hình anh Vinh thế nào rồi ta. Muốn gọi cho anh đi hỏi thăm quá chừng. Không được, anh Vinh đã dặn rồi, nếu cần gì thì anh sẽ gọi. Mình mà gọi cho anh á, sẽ khiến cho anh dễ bị phát hiện hơn. Dậy rồi hả con? Con chào mẹ. Con cũng mới dậy à. Mẹ mang gì ạ? Ừ, mẹ mang vô cho con nè, cháo nè, rồi có sữa nữa. Uống sữa không mẹ pha? Dạ thôi, mẹ cứ để đi, khi nào con muốn uống con tự pha. Ừ. Con mà làm sao tự pha sữa được, đi lại còn khó khăn mà. Với lại vết thương do đạn bắn, bác sĩ nói là nguy hiểm, không có đơn giản đâu nghe chưa. Mẹ lại nhắc đến chuyện đạn. Rồi trước sau gì mẹ cũng hỏi về nó cho coi. Con nói với mẹ rồi mà, thì con đi thăm bé Hiền, gặp cô ta tính bắt cóc bé Hiền, rồi con bảo vệ. Nhưng mà con đâu có biết cô ta mang súng đâu mẹ. Ủa, sao mẹ không nói gì hết vậy? Chưa kịp nói gì thì con đã làm liên thanh rồi. Chứ không phải mẹ tính nói tới chuyện tại sao con bị bắn hả? Hay là con gây thù chú quán với ai sao? Ừ, thôi được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa nha. Bây giờ thì con phải lo tịnh dưỡng đi, nghỉ ngơi cho lại sức. Mai mốt về nhà rồi mẹ hỏi chuyện sao. Ăn cháo nha.